nên đêm đỏ sông tố dẫm đi cùng đời. Em về được mấy cặp JBL test trước cho các bác cặp TX160. Cặp này sở hữu bát 25 các bác nhé. Tiếng rất là tốt, mặt mặt nỉ nhung này. Đây các bác nhìn những cái khe này, nó đều là cái những cái khe ở cái mặt nỉ ấy. Đây này, những cái khe này. Nó thiết kế kiểu là nhìn đẹp. Này như em sờ đây ấn này, nó như kiểu mút xốp. Nhìn rất là thích. Những cái dòng này thì 100% là thay gân hết các bác nhá. Nó là dòng gân mút cho nên là thay gân hết. Đây này, những cái này là gân này, là phải thay hết. Đấy, còn màng củ là zin, gân là phải thay. Loa test thì đương nhiên không có gân thì không phải thay. Còn loa chung của loa bass là có gân đều phải thay, nó bị mủn. Đấy. Cho nên là được anh em hỏi là mà zin 100% không có đâu. Nếu mà zin 100% tức là phải gân nó cũng phải zin thì mới là 100%. Đấy. Còn nếu mà nó mà đã thay một cái gì rồi thì tức là nó không còn đủ 100% nữa. Và rất là nhiều anh em hỏi là loa còn bao nhiêu phần trăm, thì thực ra cái này đánh giá nó tương đối khó. Bởi vì thứ nhất nó là hàng bãi, cái thứ hai là người bán hàng thì bảo đánh giá phần trăm thì thực ra hàng đã là hàng của những cái người bán rồi. Ví dụ em đã nhập những cái này rồi mà bảo em chê nó xấu thì cũng hơi khó. Bởi vì nó mang tính chất là hơi bị chủ quan, bởi vì hàng của mình mà. Cái gì cũng khen. Tuy nhiên thì nói gì nói thì nó đã là thực tế rồi. Ví dụ như cặp này, nó là cặp TX160, à TX160 đúng không? TX160 sử dụng mà bát 25, 4 ohm, made in Đan Mạch. Đấy, dòng này thì nó thành danh rồi. Ví dụ trong cái tầm tiền bao nhiêu, nó là cái dòng gọi là thương hiệu rồi. Dòng này thì được cái đánh dễ, và tầm tiền thì nó như đôi loa Nhật cỏ thôi. Tiếng đánh đúng chất JB, bát đánh lực mềm. Em đang chơi con này, đang test thử con này. Em về cả mấy những cái dòng âm ly này cũng hay này, con 570 này, à con này con 780 cao hơn. Con 780 này cũng rất là đáng để chơi. Người về đây để tìm. Bát nó rất là chắc. Ôi đời hầm tan, hầm rồi tan như mây kia gặp gió. Chàng tương tư bao năm về bên anh vắng đi từ đây. Rồi mộ chàng đã đường ở cạnh. Năm hiu hắt đến ngàn thu an dân, dưới mộ sâu đất khô. Các bạn này, bát này rất là chắc. Qua bao năm rêu xanh phủ che kín, âm u chẳng ngang khói. Trời xuôi chi trên cây còn lá ô lá. Đây là dòng TLX các bác nhé, TLX khác LX đấy. TLX là dòng đời sau, còn LX là dòng đời trước. Ví dụ lô này em có cả LX này, đây là LX 800 này. Đấy, còn đây là TLX là đời sau. Đó, made in Đan Mạch, dòng loa Mỹ mà lại xuất châu Âu. Tiếng đánh bát đánh mềm chung rất là sáng. Đấy, này các bác nhìn kỹ này. Em ấn tay này rất là mềm này. Quay này thì các bác tự các bác đánh giá. Nhiều khi cứ bảo bao nhiêu phần trăm. Người bán thì lúc nào nói trả hàng mình hay, đôi nào cũng hay. Nhưng mà các bác phải hiểu là nó là trong phạm vi là hay trong tầm tiền.
thùng rất là chất, TLX160. Và em liên tục về thêm cả những cái dòng mà 37B rồi 35, 38 phục vụ các bác rất là nhiều luôn, liên tục có luôn 37, 35, 38 có hàng chục đôi luôn. Đấy, cả LX800 cũng về nha. Anh em nào cần gì dòng dòng GB, dòng Nhật thì ơi cho em.